Hẳn các bạn còn nhớ, cho đến trước khi bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên K3 điện ảnh và truyền hình ra mắt, cái tên Bạch Vũ vẫn còn khá xa lạ với khán giả yêu mến phim Trung Quốc. Mặc dù nam diễn viên 9X này đã có trong tay gia tài gồm gần 10 tác phẩm, anh chàng có nền tảng diễn xuất khá tốt khi tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương, khoa biểu diễn năm 2009 và hiện đang đầu quân cho công ty văn hóa truyền thông Bắc Kinh. Ngay từ vai diễn đầu tiên trong web drama Điều Ti Nhật Ký năm 2014, Bạch Vũ đã được khán giả chú ý. Tuy nhiên, bước nhảy vọt trong sự nghiệp của anh chỉ đến khi nhận lời đóng vai Tào Quang trong bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ở cả hai phiên bản, trở thành diễn viên hiếm hoi đóng cùng một nhân vật trong cả bộ phim điện ảnh và truyền hình. Thành công vang dội với nhân vật Tào Quang. Dù trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, vai diễn Tào Quang của Bạch Vũ không phải là nhân vật chính, nhưng anh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ ngoại hình ấn tượng cùng lối diễn xuất duyên dáng tự nhiên. Ban đầu, do một vài hiểu nhầm mà anh chàng nghĩ rằng Vivi, Trịnh Sảng đóng là Phong Nhi được một đại gia giàu có bao nuôi. Thậm chí Tào Quang còn tung tin này lên diễn đàn của trường, khiến Vivi gặp một fan khốn đốn. Nhưng sau đó, anh dần dần hiểu ra mọi chuyện. Tào Quang từ ác cảm trở thành anh chàng đem lòng yêu thầm Vivi. Hình tượng anh chàng hot boy khoa ngoại ngữ được xây dựng có phần tưng tửng, cố chấp, nhưng qua cách diễn nhẹ nhàng hài hước của Bạch Vũ, khó ai có thể ghét được anh chàng. Không những thế, trong bản truyền hình, Cố Mạn còn tăng thêm rất nhiều không gian diễn cho nhân vật này, thậm chí biến Tào Quang, Nhị Hỉ trở thành cặp đôi oan gia mang đến nhiều nụ cười cho khán giả. Phải nói Tào Quang không phải là dạng vai khó thể hiện, nhưng để thể hiện ra đúng chất, để khán giả nhớ đến mình, không bị chìm nghỉm giữa một rừng trai tài gái sắc trong phim lại là điều rất khó. Tuy vậy, Bạch Vũ đã làm được. Anh hoàn thành xuất sắc vai diễn anh chàng tài tử khoa ngoại ngữ thông minh sáng láng, nhưng luôn tưng tửng, cố chấp được nam diễn viên chính X thể hiện cực khéo, cực ngọt. Thậm chí sau khi phim lên sóng, nhiều người còn khó mà phân biệt đâu là diễn viên Bạch Vũ, đâu là nhân vật Tào Quang. Gây ấn tượng trong Truy Tìm Ký Ức. Dù chỉ là tuyến vai phụ nhưng nhờ sự thể hiện xuất sắc cùng thành công vang dội của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, cái tên Tào Quang Bạch Vũ dần in đậm trong lòng khán giả. Điều này là thành công lớn với cả nhân vật Bạch Vũ, nhưng cũng làm anh vướng phải những tình huống giờ khóc giờ cười. Khi bộ phim Truy Tìm Ký Ức nhấn nhá những hình ảnh đầu tiên, nhiều người đã há hốc miệng khi nhận ra chàng hẳn trầm họ mong đợi bấy lâu lại chính là anh tóc xù Bạch Vũ. Là cuốn tiểu thuyết thành công của nhà văn nổi tiếng Đình Mặc lại được nhau nặn dưới bàn tay biên kịch vàng Vũ Chính, nên bộ phim Truy Tìm Ký Ức luôn nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ ngay khi chưa tìm được dàn diễn viên chính thức. Từ năm ngoái, những cái tên được dự đoán sẽ đóng vai Hàn Trầm ngày càng được nối dài, từ Cận Đông, Uông Đồng Thành, tài tử Thái Lan Mario, cho nên khi cái tên Bạch Vũ bất ngờ được chốt hạ, khán giả không khỏi giật mình ngỡ ngàng. Ngay từ đầu, việc Bạch Vũ được chọn đã khiến khán giả dâng lên một làn sóng gạch đá dữ dội. Như đã nói, việc nhập vai quá tốt vào nhân vật Tào Quang khiến khán giả hết sức hoài nghi khả năng của chàng diễn viên chính X. Họ lo ngại rằng gương mặt trẻ trung búng ra sữa, kinh nghiệm diễn xuất chưa dày dặn sẽ khiến Hàn Vũ phá nát hình ảnh chàng soái ca Hàn Trầm trong lòng triệu độc giả suốt nhiều năm qua. Và trong cuộc đào sâu phân tích, ngày càng có nhiều chứng cứ chống lại Bạch Vũ khi anh dường như chẳng có một đặc điểm nào liên quan đến hình ảnh chàng cảnh sát thâm trầm đĩnh đạc. Việc anh đảm nhận một vai diễn khá nặng đã khiến khán giả trung thành của nguyên tác dấy lên làn sóng phản đối dữ dội, vì cho rằng ngoại hình của anh lép vế trước dàn nam phụ quá đỗi long lanh. Hơn nữa, 9 tuổi là khoảng cách quá nguy hiểm để đảm bảo sự tung hứng ăn ý, nhịp nhàng giữa cặp đôi chính Hàn Trầm, Tô Miên, phiên bản Bạch Vũ, Dương Dung. Dương Dung sinh năm 1981, còn Bạch Vũ sinh năm 1990. Nhưng đến khi phim ra mắt, hầu hết khán giả đã bị chinh phục hoàn toàn với những gì mà Bạch Vũ làm được. Vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng có chút bá đạo của Hàn Trầm được Bạch Vũ thể hiện rất tốt. Nhiều người gần như không thể tin nổi Hàn Trầm nam tính và Tào Quang đáng yêu là do cùng một diễn viên thể hiện. Làm nên thành công lớn của vai diễn Hàn Trầm, không thể không kể đến sự hỗ trợ đắc lực của người đồng nghiệp, người chị, bạn diễn Dương Dung. Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, cô dễ dàng hóa thân vào hình ảnh nàng Tô Miên xinh đẹp, thông minh, gan dạ, có sự kết hợp ngọt ngào ăn ý với Bạch Vũ. Có thể nói cặp đôi đã hoàn toàn khiến khán giả hài lòng, an tâm và tin tưởng. Cái tài của đạo diễn là khiến cho một câu chuyện cũ trở nên mới mẻ hấp dẫn. Cái tài của hai diễn viên chính là làm khán giả như được nhìn thấy nhân vật sống trong từng thước phim. Còn với Bạch Vũ, thành công lớn nhất của anh có lẽ là vẫn khiến khán giả yêu mến, nhớ về Tào Quang, nhưng vẫn chinh phục người xem trong vai trò Hàn Trầm. Với mỗi vai diễn, anh lại mang đến trải nghiệm mới, cảm giác mới cho khán giả. Ở tuổi 26, chàng diễn viên trẻ dường như đã làm được điều mà rất nhiều diễn viên gạo cội vẫn luôn khao khát, mong chờ. Trở lại màn anh nhỏ trong phim Trốn Bồng Lai. Ngay từ những ngày đầu khởi quay, Trốn Bồng Lai đã nhận được làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ. Bởi không chỉ kịch bản nội dung hấp dẫn, bộ phim còn gây thu hút nhờ dàn diễn viên chính cực đỉnh. Trong số đó, phải nhắc đến sự góp mặt của nam diễn viên Bạch Vũ đã giúp bộ phim được nhiều người biết đến hơn. Trốn Bồng Lai được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên với sự tham gia của những gương mặt diễn viên tiêu biểu. Vai diễn Bạch Khởi, nam chính của Trốn Bồng Lai do nam diễn viên Bạch Vũ đảm nhận. Vai nữ chính Lâm Hạ do Trịnh Từ Hoàng đảm nhận. Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của một số diễn viên khác như Quý Tiêu Băng đóng vai Dương Kích, Trần Ý Hàm đóng vai Tiếu Tiếu, Lý Minh Đức đóng vai Ali, Vu Hân Hòa đóng vai Tứ Huyền, Khương Lâm đóng vai Mục Mỹ. Trốn Bồng Lai là bộ phim xoay quanh câu chuyện về một phòng khám trong con hẻm nhỏ ở thành phố. Bác sĩ chính Bạch Khởi giúp đỡ linh vật buông bỏ chấp niệm, bất ngờ gặp gỡ cô gái Lâm Hạ. Vì một sự cố bất đắc dĩ, cả hai vô tình sống chung với nhau. Sau khi sống chung với nhau thì bao nhiêu chuyện từ ngàn năm trước cũng từ từ xuất hiện. Nhân vật Bạch Khởi của diễn viên Bạch Vũ là một vị bác sĩ trần trị trong phòng khám số 18.
Chàng bác sĩ này có được y thuật chữa bệnh như thần và cũng cất giấu không ít bí mật. Thần là yêu quái, hiện thân thật sự của Bạch Khởi là gì cũng chính là bí mật lớn trong câu chuyện. Để chữa trị cho bệnh nhân, Bạch Khởi sẽ lấy thứ quý giá từ họ và coi đó như công cụ trao đổi qua lại. Trước khi đến với chốn Bồng Lai, nam diễn viên Bạch Vũ từng tham gia một số bộ phim nổi bật và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả hâm mộ phim Hoa ngữ. Bắt đầu từ bộ phim Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên cho đến Truy tìm ký ức, Bạch Vũ đều không ngừng hóa thân vào những dạng nhân vật khác nhau để mang lại sự mới lạ cho người xem. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Bạch Vũ trong chốn Bồng Lai lần này khiến cho fan vô cùng mong đợi. Bạch Vũ tiếp tục được đông đảo khán giả biết đến nhiều hơn từ khi đóng chung ghép drama Chấn Hồn với Chu Nhất Long. Thế nhưng, so với bạn diễn năm đó, danh tiếng của anh kém hơn Chu Nhất Long khá nhiều. So với các đàn em như Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác, Bạch Vũ cũng kém tiếng hơn. Tuy nhiên, Bạch Vũ luôn nằm trong danh sách những diễn viên truyền hình được đánh giá cao khả năng diễn xuất. Các bộ phim của anh tạo thành cơn sốt trên truyền hình, vai diễn ấn tượng. Trong năm nay, Bạch Vũ cũng ghi dấu với phim trinh thám Chân Tướng Trầm Mặc. Sắp tới đây, Bạch Vũ sẽ kết hợp với Triệu Lệ Dĩnh trong dự án Bắc Đấu Nam Cơ Chỉ Ca, một dự án phim cổ trang được đầu tư mạnh với dàn sao lớn cùng ekip đình đám. Phim do biên kịch Lưu Hòa Bình chịu trách nhiệm, ông từng rất thành công với dòng phim cổ trang lịch sử như Đại Minh Vương Triều năm 1566, Bắc Bình Không Chiến Sự, Bắc Đấu Nam Cơ Chỉ Ca, xoay quanh cuộc đời thăng trầm của Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế, Thác Bạt Hoành do Bạch Vũ đóng. Thông tin Bạch Vũ đóng phim chung với Triệu Lệ Dĩnh được fan chờ đón. Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao nổi tiếng, có lượng fan đông đảo, còn Bạch Vũ được đánh giá cao năng lực diễn xuất, hứa hẹn sẽ giúp bộ phim đạt cả chất lượng lẫn chỉ số truyền thông. Sự kết hợp của hai người cũng được khen ngợi đẹp đôi, dù Triệu Lệ Dĩnh lớn hơn Bạch Vũ 3 tuổi, nhưng khí chất của cô trẻ trung, ngược lại, Bạch Vũ lại già dặn, trưởng thành hơn. Trước đó, Bạch Vũ đóng chung phim với một hoa đán thế hệ 8X khác là Dương Mịch. Hai người góp mặt trong phim về đề tài y khoa có tên Cảm ơn bác sĩ. Bạch Vũ có gương mặt đẹp, có thể biến hóa nhiều vai. Lần kết hợp với Dương Mịch cũng sẽ giúp tên tuổi của Bạch Vũ càng khẳng định trong lòng khán giả.